Cô dâu Cao Bằng, 63 tuổi, gần gũi chồng trẻ, được cải lão hoàn đồng. Từ khi công khai mối quan hệ cho đến lúc làm đám cưới và cả bây giờ, chuyện tình lệch tuổi của cô Thu Sao và anh Hoa Cương vẫn nhận được sự quan tâm của đông đảo dân mạng. Mới đây, cô Thu Sao và anh Hoa Cương đăng tải đoạn clip ngắn. Cả hai người không ngần ngại thực hiện những cử chỉ thân mật, thể hiện sự hạnh phúc sau 3 năm về chung nhà. Trong chia sẻ mới nhất, cô dâu 63 tuổi cho biết đến nay vẫn phải nhận nhiều bình luận khiếm nhã từ dân mạng. Tại sao đàn ông 80-90 tuổi lấy gái 18 chẳng ai nói, còn phụ nữ lấy chồng kém tuổi thì bị gièm pha? Đàn ông có quyền tìm hạnh phúc thì đàn bà cũng thế. Trước những ý kiến trái chiều, cô Thu Sao từng đáp trả dân mạng, nhưng đến đây đã không như thế nữa vì bị chồng trẻ bắt thóp, bảo nếu còn chửi nhau với người ta sẽ không cho livestream và quay TikTok nữa. Nói về quãng thời gian bị ném đá, cô Thu Sao cho biết bản thân từng tận dụng sự nổi tiếng để nhận lời quảng cáo cho nhãn hàng, họ bảo gì làm đấy nên bị ghét. Đến nay vợ chồng chị đã giải nghệ, chỉ tập trung bán đặc sản của gia đình, nhờ công việc này mà nguồn thu của hai vợ chồng cũng rủng rỉnh. Từ khi về làm dâu, cô Thu Sao cho biết mình được bố mẹ chồng quý như con gái. Về phía con gái của Thu Sao cũng rất quý chú Hoa Cương. Cô dâu 63 tuổi cho biết các con rất vui vẻ, còn cảm ơn chú vì đã chăm sóc cho mẹ. Từng can thiệp thẩm mỹ cho đến méo cả mặt, đến giờ cô Thu Sao cho biết bản thân không dám nữa vì khi bị méo mặt phải đi điều trị. Bác sĩ nói không can thiệp nhanh thì sẽ bị liệt cả mặt. Nếu muốn can thiệp thẩm mỹ phải đợi sau 6 tháng rồi mổ lại từ đầu. Nhận thấy đã có tuổi, nếu mổ lại mất máu, sức khỏe kém nên cô Thu Sao không dám làm nữa. Cô Thu Sao chuyển sang uống thuốc, duy trì chế độ ăn khoa học. Về chuyện gần gũi chồng, cô Thu Sao cũng chẳng ngại chia sẻ, bản thân vẫn cảm thấy y như thời thanh niên nên không có chuyện ngại chăn gối với chồng. Lấy chồng trẻ, cô Thu Sao nhận ra mình như được cải lão hoàn đồng, hồi xuân và đang rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại.